Về đó bước trước hết vậy. Sở Khanh đánh ra cào hụt. Hà gãy, hà gãy, đập mạnh hà gãy. Đâu, hà gãy đâu, hà gãy đâu bị thích phục. Kim Anh vô cầu. Rau, 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 chết. Trời ơi, ban đầu của Khanh Sở Khanh. Sở Khanh đánh hơi bị gái nha. Cố gắng lên nha. Dung. Trời ơi. Ao, tôi thông cảm cho đồng chí Khanh với mấy bữa nay không có ra sân. Dung, hà gãy, hà gãy, tao cào, cào trong sân. Tạo với Cường, Cường đô la với là Kim Anh. Bỏ nhỏ Cường đô la. Đạp đánh mạnh. Rồi trái ca. Kim Anh nó tự sát. Cái chiêu này nhớ mình đâu có chỉ đâu ta. Ủa sao vậy? Nói chung cho đậu cầu lông này là nổi tiếng của một thế giới luôn rồi đó. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Cảm ơn.